mãi qua cơn mê, xa cuộc đời mênh mông, anh lại về bên em. Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Ở trong video ngày hôm nay, tiếp tục chương trình sale giảm giá đặc biệt nhân dịp Quốc Khánh ngày 2 tháng 9. Tiến Dũng sale giảm đến 2 triệu trên một cặp loa JBL hàng bãi Mỹ xịn. Đây là dòng loa professional âm thanh chuyên nghiệp đến từ thương hiệu JBL Mỹ. Trong video này, Tiến Dũng cũng sẽ test và giới thiệu đến quý vị và các bạn một combo nghe nhạc kết hợp hát karaoke chuyên nghiệp gia đình với mức giá chỉ 41 triệu. Tiến Dũng sẽ giới thiệu chi tiết đến quý vị và các bạn và báo giá cụ thể để quý vị và các bạn tiện theo dõi. Mọi nhu cầu mua sắm và tư vấn hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại ở phía góc phải màn hình. Shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn có địa chỉ duy nhất tại số 115/34 đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi mở cửa tất cả các ngày trong tuần theo giờ hành chính. Khi quý vị và các bạn mua những đơn hàng trên 10 triệu, Tiến Dũng sẽ tặng kèm theo một cặp dây loa Belden trị giá 900. Và những đơn hàng từ 5 triệu đến 10 triệu thì Dũng sẽ tặng kèm theo một cặp dây AV, dây tín hiệu Roen của Italy, món quà trị giá 500. Và đặc biệt thì quý vị và các bạn mua trọn bộ âm thanh nghe nhạc kết hợp hát karaoke của ngày hôm nay, 41 triệu thì Dũng sẽ tặng kèm theo một bộ dây kết nối trị giá 2,5 triệu. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thưởng thức một đoạn nhạc, sau đó Tiến Dũng sẽ giới thiệu. Quý vị và các bạn có thể xem chi tiết các sản phẩm audio cao cấp tại trang web chính thức tiendungaudio.com hoặc hãy tham gia nhóm Zalo của shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn để cập nhật liên tục những chương trình khuyến mại, sale giảm giá. Những âm thanh rất mạnh mẽ được phối ghép rất ăn ý bởi các thiết bị sau đây. Tiến Dũng sale giảm đến 2 triệu cho cặp loa JBL model GRX100. GRX100 là mẫu loa chuyên nghiệp dòng professional của thương hiệu JBL, anh em thường đọc là JBL. Mẫu loa này có cấu hình rất lớn. Bên đây là hai tai sách có mang theo logo của JBL. Mẫu loa này sử dụng một loa bass full loại 40cm và một loa chép kèn có họng rất lớn ở đây. Phía mặt trước là một lưới kim loại sắt bảo vệ rất chắc chắn. Phần thông loa được bọc nỉ giúp cho âm thanh dịu hơn so với các dòng loa chuyên nghiệp khác. Đây là cổng kết nối của loa. Loa này được kết nối với hai cổng âm thanh, một là cổng dạng Neutrik và hai là dạng cổng 6 ly. Chúng ta đọc đầy đủ là GRX100. 115. Loa này được sản xuất tại Mexico. Đây là những sản phẩm rất cao cấp dòng chuyên nghiệp đến từ thương hiệu JBL Mỹ. Kích thước chiều ngang ước tính khoảng cỡ 45cm, chiều sâu khoảng 45 và chiều cao của loa này khoảng 70cm. Đây là mẫu loa có cấu hình khá lớn. Loa này sẽ thích hợp cho việc nghe nhạc sôi động và hát karaoke chuyên nghiệp trong các không gian lớn tại gia đình. Các không gian tầm khoảng 50 cho đến 100 mét vuông, chúng ta chơi rất thoải mái. JBL model GRX100 với tình trạng zin nguyên bản hàng bãi Mỹ xịn. Thì đúng là ngày hôm nay về được 2 cặp, tất cả nguyên bụi trời Tây thì Dũng cũng chưa kịp lau dọn. Bass 40cm gần xếp vải, tầm dầu. Dòng này cho tiếng bass rất lực, chắc và gọn. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng xem qua phần nội thất của những cặp loa rất xịn này. Trước mắt quý vị và các bạn là phần nội thất rất gấu và cao cấp của cặp loa JBL model GRX100. Đây là một sản phẩm dòng professional, tức là dòng âm thanh chuyên nghiệp, thương hiệu của Mỹ và được sản xuất chính hãng tại Mexico. Đây là củ của loa chép và đây là củ của loa bass, tất cả đều có tem Mexico. Củ từ ánh 7 màu và nâm châm rất lớn. Phía bên trong này là phần bo xe cũng như là bông tiêu âm, tán âm. Cặp loa này có công suất cực đại lên đến 1000W, nó vô cùng mạnh mẽ và đặc biệt độ nhạy lên đến 128 dB, nó rất nhạy.
Quý vị và các bạn có thể sử dụng mẫu loa này để nghe nhạc sôi động và hát karaoke chuyên nghiệp. Mẫu loa này sẽ phù hợp cho các không gian lớn tầm 50 cho đến hàng trăm mét vuông. Với tình trạng zin của bạn thì Dũng phục vụ trong đợt hàng này với mức giá rất ưu đãi. Mức giá thông thường 19 triệu, mức giá ưu đãi giảm 2 triệu, chỉ còn lại 17 triệu. Quý vị và các bạn sẽ nhận ngay một phần quà tặng trị giá 900 ngàn là một cặp dây loa Belden của Mỹ theo chương trình Mừng Quốc Khánh 2 tháng 9. Tất cả những chương trình sale giảm giá, quà tặng này sẽ áp dụng từ nay cho đến hết ngày 1 tháng 9 năm 2024. Hết thời gian trên thì Dũng sẽ không còn áp dụng chương trình này nữa. Quý vị và các bạn lưu ý. Đối với tất cả những sản phẩm nằm trong chương trình sale giảm giá thì Dũng vẫn bao zin, bao đúng hàng bãi xịn và bảo hành kỹ thuật 1 tháng. Thủ tục mua sản phẩm rất đơn giản, quý vị và các bạn có thể thanh toán đủ tiền trước một lượt thì Dũng bao luôn phí vận chuyển. Các hình thức đặt cọc thì anh em sẽ đặt cọc trước 20%, nhận hàng, kiểm tra hàng xong và thanh toán nốt số tiền còn lại cho bên vận chuyển và sẽ tự chi trả phí vận chuyển. Phí vận chuyển của một cặp loa như thế này đi các tỉnh khoảng cỡ 800 ngàn. Cặp loa này khi đóng gói vào thì nó có kích thước rất lớn. Phía bên đây là một chiếc loa Superwoofer, loa siêu trầm rất nổi tiếng đến từ thương hiệu Yamaha. Âm thanh mà chúng ta vừa nghe thì Dũng chưa kết nối loa Yamaha, loa sub vào. Đây chính là Yamaha model SW800, được anh em người chơi audio mệnh danh là vua của tiếng bass. Đó, rất mạnh mẽ. Mẫu loa này sử dụng một loa bass sub loại 25cm. Đặc biệt loa này có công suất lên đến 1000W, nó rất mạnh mẽ. Mức giá cho phiên bản màu đen là 14.500.000 và phiên bản màu vàng với mức giá là 16 triệu. Quý vị và các bạn sẽ nhận ngay một phần quà tặng theo chương trình của tháng 9, tặng theo một cặp dây loa Belden của Mỹ trị giá 900. Với tình trạng zin của bản hàng tuyệt đẹp, có thể nói là đẹp gần như mới. Quý vị và các bạn có thể thấy ở đây, các giắc kết nối sáng choang, ốc ác sáng choang. Đây là những sản phẩm do các bạn hàng của Tiến Dũng tuyển chọn và ship trực tiếp từ siêu thị Nhật về, còn tem cờ đầy đủ. Phía bên đây là combo âm thanh mà chúng ta vừa nghe, chiếc Manpower hay còn gọi là chiếc đẩy công suất. Đó là chiếc Correct Audio của Mỹ, model FA901. Đây là hàng Mỹ và được sản xuất tại Mỹ. Chiếc này sử dụng đến 24 sò, âm thanh của nó rất mạnh mẽ. Nó có thể đánh những cặp loa full bass 40cm này với một năng lượng rất mạnh mẽ. Chúng ta có thể chơi được cùng một lúc hai cặp loa full giống như vậy. Với chiếc cục đẩy FA901 của Correct Audio hàng Mỹ, mức giá Tiến Dũng phục vụ trong đợt này rất ưu đãi. Mức giá thông thường 10 triệu, mức giá sale giảm 1 triệu chỉ còn lại 9 triệu. Combo vang và micro đèn Wooten rất quen thuộc. Đây là combo bán chạy nhất trong thời gian vừa qua. Chiếc vang Wooten Brabus 5FX, dòng vang số chỉnh tay, anh em thường gọi là vang cơ. Vang này sử dụng chip xử lý tín hiệu lên đến 48 bit. Nó rất hay, rất rõ, khả năng chống hú rất tuyệt vời. Chiếc vang này có mức giá chỉ 3 triệu 600 ngàn, mới nguyên hộp bảo hành 12 tháng. Và phía dưới là bộ micro đèn không dây bao gồm một hộp thu sóng và hai tay micro như thế này. Bộ micro đèn 900E của thương hiệu Wooten. Wooten là một thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ bóng đèn vào micro. Tiếng của dòng này rất hay, hát nhẹ, dễ hát và rất ít hao pin. Đặc biệt rất dễ sử dụng, rất dễ lắp đặt. Mức giá chỉ 6 triệu 200 ngàn. Đây là phần vỏ hộp mới nguyên hộp, có đầy đủ các thông tin của nhà nhập khẩu ở đây. Đây là sản phẩm thương hiệu của Wooten, thương hiệu của Đức và được sản xuất chính hãng tại Trung Quốc, đến từ Germany. Sản phẩm này là hàng chính hãng, mới nguyên hộp, bảo hành chính hãng 12 tháng, lỗi 1 đổi 1 trong tháng đầu. Tiến Dũng đang có chương trình khuyến mãi tặng theo một cặp dây ba lăng Pro N của Italy trị giá 500 ngàn cho những sản phẩm này. Phía trên này là chiếc đầu giải mã có phân khúc giá rất bình dân mà Tiến Dũng cũng đang áp dụng chương trình sale giảm giá Mừng Quốc Khánh 2 tháng 9. Đây chính là chiếc Topping model D50S. Chiếc này sử dụng hai chip giải mã DAC, giải mã 32 bit. Chúng ta có thể kết nối dễ dàng với TV, với điện thoại, với máy tính, sử dụng để làm nguồn phát nhạc chất lượng cao và làm nguồn phát nhạc nền hát karaoke. Mức giá thông thường của sản phẩm này là 5 triệu 2, sale giảm 200 chỉ còn lại 5 triệu, mới nguyên hộp, bảo hành chính hãng 12 tháng. Tiến Dũng tặng kèm theo một cặp dây AV Ý, một dây quang và một cục adapter nguồn, 3 món quà trị giá 700 ngàn. Với sản phẩm này mới nguyên hộp bảo hành chính hãng 12 tháng. Đây là hàng của Trung Quốc và sản xuất cho thị trường Mỹ, thị trường châu Âu, có dấu hợp chuẩn CE và FC. Phía bên đây là hai sản phẩm chuyên nghiệp nữa đến từ hai thương hiệu rất nổi tiếng của Mỹ. Chiếc ở phía trên là chiếc Crown Model XTI 2000. Chiếc này là hàng bãi Mỹ.
với công suất lên đến 1000W trên một cây, nó rất mạnh mẽ. Mức giá trong dịp này cũng rất ưu đãi, chỉ 12 triệu. Chiếc ở phía dưới là chiếc Q99 của EV. EV tức là viết tắt của Electrovoy, là thương hiệu đến từ Mỹ, được sản xuất tại Mỹ. Chiếc này với mức giá trong dịp này cũng rất ưu đãi, chỉ 13 triệu. Đây là hai chiếc Manpower, hay còn gọi là cục đẩy công suất. Những sản phẩm này sẽ thích hợp cho việc phối ghép vào những loa có cấu hình lớn như là mẫu loa JBL Full Bass 40 ở đây. Âm thanh của nó rất mạnh mẽ. Mức giá trong dịp này rất tuyệt vời và phần quà tặng cũng rất hấp dẫn. Quý vị và các bạn quan tâm sản phẩm hãy liên hệ sớm với Tiến Dũng Audio Sài Gòn ở một trong hai số điện thoại ở phía góc phải màn hình. Tiến Dũng xin kết thúc video ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hãy nhanh tay liên hệ với Tiến Dũng Audio Sài Gòn để sở hữu những sản phẩm audio cao cấp được tuyển chọn cẩn thận và kiểm định kỹ lưỡng bởi Tiến Dũng Audio Sài Gòn, và những phần quà tặng cũng như là mức giá rất ưu đãi trong dịp này. Xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Một mai qua cơn mê, xa cuộc đời mênh mông, anh lại về bên em. Ngày gió mưa không còn, nên đường dài thân dài, ta mặc tình dòng chơi. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, vui một thùa lênh đênh. Ta sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng đường, sẽ vô thăm từng người.